Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại ở kênh của Chu Smart nhá. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì cuối tuần này anh em Hà Nội mới có thể tạm rời xa đợt nóng gay gắt này. Nhưng trong thời đại mà rời xa smartphone là một điều khá là khó khăn thì chuyện điện thoại nóng lên là chuyện quá bình thường. Và như trong tiêu đề của video thì mình sẽ chỉ ra một số lưu ý nhỏ giúp cho anh em xử lý được tình trạng iPhone bị nóng nhá. Đầu tiên đó chính là vấn đề từ những chiếc ốp lưng này. Như chúng ta đã biết thì trong quá trình sử dụng, cái điện thoại chúng ta luôn sản sinh ra một lượng nhiệt nhất định. Nếu sử dụng ốp lưng thì quá trình giải phóng nhiệt lượng này sẽ một phần bị ngăn cản, và cái bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ là điện thoại và gián tiếp sẽ là chính chúng ta. Điều thứ hai muốn lưu ý đó chính là một số lưu ý khi sạc điện thoại. Cũng như ở trên thì bạn nên tháo ốp lưng khi sạc điện thoại. Quan trọng không kém đó chính là bạn nên sử dụng cục sạc và cáp sạc có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó thì không biết là các bạn có giống mình không, nhưng mà mình hay vứt điện thoại xuống nền nhà khi sạc với hy vọng là sẽ giúp nhiệt độ điện thoại của mình sẽ mát hơn trong quá trình sạc điện thoại. Điều số 3, nên tắt một số kết nối khi không cần thiết. Mặc dù các kết nối đó thì có thể là không được sử dụng nhưng nó vẫn khiến điện thoại của bạn đôi lúc phải hoạt động. Và nếu tắt đi thì không những pin của bạn được tiết kiệm hơn mà còn giúp máy của bạn bớt nóng hơn nữa. Điều thứ tư cũng là điều cuối cùng trong danh sách của mình, đó chính là nên chọn một môi trường mát mẻ để sử dụng. Tất nhiên môi trường mát mẻ là nơi hoàn hảo nhất để việc sử dụng điện thoại của bạn dễ dàng hơn. Bạn nên ngồi trước quạt mát hay là phòng điều hòa, thậm chí là ngăn mát tủ lạnh chẳng hạn. Nhưng lưu ý là ngăn đá thì mát thật nhưng mà không là môi trường tốt nhất nữa đâu nhá. Vừa rồi thì mình đã điểm qua một số lưu ý để các bạn có thể sử dụng điện thoại của bạn có thể thoải mái nhất trong cái khoảng thời gian rất là nóng bức như thế này. Nếu bạn còn một số mẹo gì hay hơn thì hãy để lại comment phía bên dưới cùng anh em để anh em có thể tham khảo nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ bấm like, share và theo dõi kênh Chu Smart. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.